Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả, mời quý vị đến với bản tin truyền hình tối thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Trước hết là tin Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ phải tôn trọng những quyền lợi thiết yếu của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa và Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố điều này với báo giới bên lề phiên họp Quốc hội Trung Quốc vào ngày hôm nay. Ngoại trưởng họ Dương khẳng định Bắc Kinh đã và đang cộng tác với các nước trong khu vực trong việc giữ gìn và phát triển các mối quan hệ nhằm ổn định an ninh khu vực. Tuy nhiên, hai ngày trước đây, Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng tăng hơn 11% trong năm 2013, gây quan ngại về an ninh cho nhiều quốc gia trong khu vực châu Á. Quay sang tin khác, thưa quý vị, quân đội Bắc Hàn mở cuộc tập trận bắn đạn thật gần vùng biên giới biển đang tranh chấp với Nam Hàn, nơi từng diễn ra cuộc pháo chiến cách đây chưa đầy 2 năm. Trong khi đó, chính phủ Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục chỉ trích Liên minh Mỹ-Hàn Quốc vì những cuộc tập trận chung của hai nước này, các quan chức cao cấp và báo chí nhà nước Bắc Hàn tỏ ra giận dữ trước các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc dự kiến có dài đến tận tháng 4. Cùng lúc, Bắc Hàn đã được Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ thực phẩm sau khi tuyên bố đình hoãn các kế hoạch hạt nhân và thử nghiệm hỏa tiễn. Cuộc tập trận gần đây gây căng thẳng giữa Bắc Hàn và Nam Hàn diễn ra ngay trước khi đặc phái viên của Hoa Kỳ và Bắc Hàn sắp nhóm họp tại Bắc Kinh vào ngày mai để bàn luận cụ thể về gói cứu trợ 240.000 tấn lương thực như vừa nói sang tin khác thưa quý vị thủ tướng netanyahu của israel trong chuyến thăm hoa kỳ vào ngày hôm qua vẫn tập trung vào vấn đề đe dọa hạt nhân của iran và không có ý định từ bỏ hành động quân sự thậm chí ông còn cảnh báo rằng nước ông sẽ không sống trong cái gọi là bóng tối hủy diệt ngoài cuộc họp với tổng thống obama thủ tướng netanyahu còn tiếp xúc với ngoại trưởng hillary clinton và quốc hội hoa kỳ nói chuyện trước khoảng 13.000 người của nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel, vị thủ tướng cho biết đất nước ông đã chờ đợi quá lâu một chính sách ngoại giao trước vấn đề Iran. Trong khi đó, chương trình hạt nhân của Iran vẫn cứ tiếp tục và không ai có thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Ngược lại, phía Hoa Kỳ chưa tin là Iran quyết định phát triển vũ khí hạt nhân và cho rằng chưa tới lúc phải có hành động quân sự mà cần thêm thời gian trước khi các lệnh trừng phạt mới được áp dụng. Hôm nay, thủ tướng Netanyahu sẽ kết thúc cuộc viếng thăm kéo dài hai ngày tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phe đối lập cáo buộc tổng thống Vladimir Putin phải đổi chiến lược đối với phe đối lập khi cảnh sát đàn áp những người bất đồng chính kiến, bắt giữ hàng trăm người biểu tình, lên án cuộc bầu cử vừa qua là bất hợp pháp. Cảnh sát bắt đi khoảng năm trăm người tại Moscow và Saint Petersburg trong đó có một số thủ lĩnh đối lập và trả tự do cho những người này vào lúc chiều tối lực lượng an ninh nói là cố gắng không gây ra thương tích nhưng nhân chứng cho biết có một số người biểu tình bị thương thậm chí một người bị gãy tay những cuộc biểu tình chống ông putin trôi qua khá yên ổn trước cuộc tổng tuyển cử hành động của cảnh sát cho thấy vị tổng thống đắc cử đang mất kiên nhẫn đối với phe đối lập và tỏ dấu hiệu sẽ đàn áp nếu họ vượt khỏi phạm vi cho phép của pháp luật nước nga và tin cuối cùng thưa quý vị, quân đội Syria ngày hôm nay phá nổ một chiếc cầu được người di tản dùng để di tản người bị thương và người tị nạn từ tỉnh Homs sang Liban. Chiếc cầu nằm gần làng Raple, cách biên giới Liban khoảng 3 km. Những ngày gần đây, hơn 1.500 người Syria, đa số là phụ nữ và trẻ em, đã trốn chạy sang Liban, mong thoát khỏi cảnh bạo lực tại vùng chiến sự ở tỉnh Homs. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng trên 7.000 người dân Syria đã xin tị nạn tại Liban, nhưng con số này có thể đã tăng sau khi có thêm nhiều người mới di tản đến. Giới chức Syria cho biết khoảng 2.000 người đã về lại tỉnh Homs sau khi dịu tiếng súng về tình hình chết chóc tại thành phố Homs, những người từ Baba Amr vừa chạy được sang Lý Bằng cho biết mùi tử thi nồng nặc trong mùi cống rãnh sông đầy không khí của thành phố này. Những nhân chứng này cũng cho biết quân đội thẳng tay tàn sát những ai chống lại Tổng thống Bashar al-Assad gây ra nhiều chết chóc. Một người dân tại Syria chạy được sang Lý mô tả cảnh tử thi nằm khắp trên đường phố, thậm chí cơ thể không được toàn vẹn. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.